Chào các bạn nha, tôi là Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm đây. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi cho các bạn môn ôn thi trắc nghiệm toán cao cấp A2, hay còn gọi là môn đại số tuyến tính á. Nhưng mà cái môn này học về ma trận rất là nhiều, cho nên tôi gọi nó là ma trận cho nó dễ nha. Rồi thì để ôn thi được môn này á, thì đầu tiên là các bạn phải lên YouTube hoặc là lên Google cũng được á. Thì các bạn bấm Đạt Tô toán cao cấp A2, đây nó sẽ ra được cái video toán cao cấp A2 của tôi như thế này đây, một nồi luôn nè ha. Thì các bạn sẽ bấm vào phần danh sách phát toán cao cấp A2 ha. Các bạn bấm vào phần danh sách phát toán cao cấp A2 dây cần được chưa. Thì tôi đã làm một số video ôn cụ thể về môn toán cao cấp, như là chương 1 các ma trận định thức, chương 2 là hệ phương trình tuyến tính, chương 3 là các không gian vector, và tôi đã có làm một cái video đó là giải đề thi thử bấm máy cách lũy trắc nghiệm nó như thế nào ha. Thì bấm vô thử cho các bạn xem nè, cái cách mà bấm máy như thế nào giải đề thi thứ. Thì video này tôi cũng quay cũng cả một năm trước rồi. Xin chào. Cũng được khoảng 8.000 lượt xem nè. 8.000 lượt xem. Khoảng 110 mấy like luôn. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Thì hôm nay tôi sẽ làm cho các bạn cái file để mà các bạn có thể ôn tập trắc nghiệm. Được chưa? Rồi thì các bạn học ở trường đại học công thương á, muốn ôn tập môn gì dây cần của mình, hôm nay mình có video hướng và từ khóa Đạt Tô sẽ đã bắt các bạn bấm cái tên cái môn học mà các bạn cần ôn á, thì sẽ có hết ha. Thì tôi làm tất cả các môn của các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa học, dinh dưỡng, nhà hàng, khách sạn, nói chung là môn đại cương á là tôi làm hết, còn các môn chuyên ngành là tôi sẽ làm cho công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học, đảm bảo chất lượng, quản trị kinh doanh thực phẩm, nói chung là các môn có liên quan á. Rồi được chưa? Thì phút thứ 2 và 2 phút 30 tôi sẽ ôn tập. Ôn tập thì đây tôi sẽ để cái file này ở cuối video cho các bạn lấy nha. Đầu tiên á, tôi muốn nói sơ qua thì trong cái file của tôi nó sẽ có các nội dung như sau đây. Cho các bạn nào ở đây là có cách hướng dẫn bấm máy cái ma trận định thức nè. Đầu tiên tôi sẽ giải tự luận trước nhé. Tôi giải tự luận trước thì chương 1 á, sẽ là ma trận định thức. Rồi chưa? Thì có thể có các cách giải toán cao cấp A2 bằng cách tự luận ha. Cách tự luận thì giải như thế này. Nhưng mà bây giờ người ta chơi trắc nghiệm không mà, ai mà xài kiểu tự luận này nữa ha. Thì tôi để cái file cũng trong cái thư mục này luôn. Bạn nào cần á, thì có thể tự xem cái cách để mà tính tự luận như thế nào để chúng ta có thể hiểu được bài ha. Cái file này là file giải tự luận. Các file viết tôi viết tay ở bên dưới đây cũng là file giải tự luận luôn. Tiếp theo là tôi cho các bạn xem một cái, đó là đề tài toán cao cấp ha. Một số câu, có một câu, tại vì hồi đó tôi thi tự luận và đây là cái đề thi của tôi năm đó ha. Kiểu như làm bài tập nhóm á, tại vì năm đó là năm dịch mà, năm 2021, năm đó là năm dịch Covid-19 á, cho nên là phải học online và thi, kiểu như làm hình thức bài tập lớn, làm rất là nhiều bài tập nha các bạn, rất là nhiều bài tập luôn. Thì các bạn có thể tham khảo một số những cái câu trong đây ha, tại vì những cái câu này đã từng là đề thi rồi thì nó có thể sẽ quay lại là đề thi của các bạn nữa, cho nên là các bạn có thể xem tham khảo. Cái này là ngân hàng toán cao cấp A2, ngân hàng đề tài ha. Ngoài ra bây giờ là phút thứ 4, phút 30 thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm toán cao cấp A2 và C2 của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, là trường IUH á, cũng là một cái hàng xóm của trường công thương của tụi tôi. Thì ở đây sẽ là file trắc nghiệm ha, các bạn có thể
tải download cái file này về in ra, hoặc là có thể tự làm trên máy tính gì đó vân vân. Được chưa? Có hai ma trận nè, khẳng định là sau đây là đúng. Cái này tích của hai ma trận ha. Tích của hai ma trận thì như thế nào đó thì các bạn sẽ xem lại cho tôi. Thì hồi năm ngoái á, thì tôi đã làm một video ôn kỹ rồi, thì các bạn sẽ xem lại giùm tôi ha. Tại vì năm nay tôi cũng không còn nhớ được cái môn này là cái môn gì, chỉ nhớ sơ sơ thôi. Và bây giờ tôi sẽ chiếu cho các bạn một cái đó gọi là một cái đề thi thử. Cái đề thi thử hồi nãy tôi giải trong video mà cái nền màu xanh dương á, là cái file đề này nha. Cái file đề này là cái file đề này nè. Thi thử môn toán cao cấp A2. Cho các bạn thi thử luôn. Cách bấm máy như thế nào đó thì cái file này nè, các bạn tôi đã giải ở bên đây. Cái file nãy các bạn chỉ cần bấm lên YouTube tôi và xem lại cái cách giải toán cao cấp A2 á, mà cái nền tôi làm màu xanh dương á, là tôi giải cái file này đó nha. Được chưa? Bây giờ lâu quá rồi thì tôi cũng không còn nhớ nữa để cách mà giải các cái đề toán này. Ngoài ra tôi còn có một cái file ôn tập toán cao cấp A2 dạng tự luận ha. Mà bây giờ tôi nhìn cho tôi không rất là nhiều, vậy thì các bạn có thể xem lại giúp tôi. Ngoài ra có một cái quan trọng nhất ngày hôm nay tôi muốn gửi cho các bạn, đó là đề thi thử của Bộ Công Thương, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, là trường công thương của tụi mình ngày nay đó. Thì các bạn có thể làm cái đề thi này đi, tại vì nó có một số câu có thể là đề thi của các bạn hôm nay đó. Thì tôi đi sơ qua cái câu này ha. Giống như là câu 1, tìm M để phương trình này độc lập tuyến tính. Câu 2, một cơ sở trực giao của R mũ 3 là gì? Câu 3, ma trận A có vector ứng với trị riêng 2 là bao nhiêu? Câu 4, xét ma trận A, chọn đáp án nào đúng? Câu 5, định M, nghĩa là tìm M để ma trận sao có hạn bằng 2. Cho ánh xạ tuyến tính thì ma trận chính tắc của nó là hệ nào sau đây là cơ sở của R mũ 3? Tìm hạn của vector nào sau đây không là tổ hợp tuyến tính của các vector? Câu 11, phát biểu nào sau đây sai? Có một số câu hỏi liên quan đến cái vấn đề, đó là vấn đề lý thuyết nữa nha các bạn ha. Cái môn này, tại đó tôi không hiểu tại sao tôi có thể qua được cái môn đại số tuyến tính này, mặc dù tôi học tôi không hiểu là cái gì ha. Rất là khó. Nó khó hơn toán cao cấp A1 nha, nó khó hơn A1. A1 giải tích á, cái A1 giải tích á thì hồi cấp 3 thì chúng ta đã được học rồi đúng không? Thì có một số cách bấm máy. Còn bên này là cái ánh xạ tuyến tính, nó khó khăn. Học tôi không hiểu. Thì tôi có một cái số file đề thi đó thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Thì các bạn chú ý cho tôi, các bạn có thể lên kênh YouTube của tôi và xem lại nha. Kênh YouTube của tôi là kênh Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Nếu thí dụ như các bạn tìm ngoài Google đi, các bạn tìm ngoài Google, các bạn chỉ cần bấm từ khóa Đạt Tô, sau đó các bạn nhập cái môn học mà các bạn cần tìm tới, đó là toán cao cấp A2 đi. Đạt Tô toán cao cấp A2, thử xem nó ra hay không nè. Nói thì nó hiển nhiên, nó hiển nhiên như việc mình đang lái xe đi ra khỏi màn hình giơ tay chào các bạn. Cái video nãy tôi nói muốn nói đó với các bạn đó là xin chào các bạn đã đến với kênh hình nền màu xanh này. Cái video giải đề thi thử bấm máy lùi trắc nghiệm là cái mà cái file này nè. Cái file thi toán A2 này tôi đang giải trên cái file này đó, thì các bạn có thể tải cái file này về và kết hợp nghe với cái cách giải video của tôi trên toán trên cái YouTube và có thể xem lại ha. Rồi. Được rồi ha. Rồi à. Thế thì tôi xin tạm dừng video ôn tập môn toán cao cấp A2 ma trận ở đây. Nếu các bạn thấy video này và thấy kênh của tôi hay á, thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký và có thể cho tôi một like để có thêm động lực làm các video ôn tập khác cho các bạn nha.
Và đừng quên là chia sẻ video này cho bạn bè mình cùng xem để cùng nhau có thể đạt được điểm cao trong học kỳ này và các học kỳ sau của trường Đại học Công Thương nha các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nè.